luôn được. Vâng, thắng cường nó tăm trúc luôn đấy ạ. Còn bao nhiêu cây nữa? Mười hơn chục cây. Không, 7-8 cây rồi. Mấy chục cây nhỉ, chục cây nữa. Bây giờ nhà mình nó 4 cây rồi, 4 cây rưỡi rồi. Vào trong đấy mấy cây nữa. Thế là hồi đi chùa Tam Trúc thì đi từ Hà Nội xuống cơ, đi cái đường khác. Anh đường khác. Chút đẹp lắm. Nhưng mà ngoài trời râm, ngoài trời nắng thì chết rồi. Tam Trúc đi ạ, đi thẳng vượt sang Ninh Bình được đây. Đi Ninh Bình, vâng. Đi Hòa Bình luôn. Hòa Bình luôn đấy, đi vào Nho Quan Gia Viễn anh. Rắn phút đấy, vào đấy, vòng qua Nho Quan đấy, khu vực kia nó nhiều núi. Vâng, anh đi đến đây chụp ảnh thích lắm, đi vào Nho Quan đấy. Cái thị trấn nó nằm ngay thung lũng thích lắm. Hình như sắp đến chỗ rẽ rồi. Chưa nhỉ? 2 cây, 3 cây. Không, 2 cây, 2 cây nữa. Qua một ngã tư mới đến. 2 cây nữa. Qua ngã tư để đi lên Hà Nội đấy. Đi Hà Nội. Hà Nội luôn từ đây luôn. Vâng, từ đấy ngay. Chứ mình không phải vào thành phố ấy nữa, không xuống Phú Lý nữa. Trên đấy là có cái trường trung cấp cảnh sát nào trên đấy luôn. Trường đấy cũng to phết.